đời sau. Chết, năm nay mất mùa quá. Mấy mẫu ruộng nhà ta mà may ra cũng chỉ đủ gạo ăn thôi. Ừ, lúa má năm nay chán quá. Ruộng nhà ta mà có thế thì ruộng các nhà khác còn kém hơn. Nhanh lên mọi người ơi! Thật là một người đức độ hiếm có. Phải đấy, chẳng ai được như Trần Quảng tiên sinh. Biết năm nay làng ta mất mùa nên củ mở kho, cho mỗi nhà dây 20 thúng chống đói. Nhanh nhanh đến còn xếp hàng nữa. Hả? Mình phải nghĩ cách đi chứ. Chẳng lẽ cứ để cha mang hết của cải đi cho người khác thế à? Đó là cho vay, nhưng có thấy đòi được ai bao giờ đâu. Cha về nghĩ, được hoàng thượng ban cho bao nhiêu là vàng bạc, gấm vóc, thóc gạo, lẽ ra cha phải để dành cho vợ chồng mình mới phải. Đằng này cụ đi giúp hết người nọ tặng người kia, còn vợ chồng mình thì không lẽ mình không phải là con đẻ của cha sao? Thôi, mình đừng nói nữa, tôi cũng đang buồn hết cả ruột lên đây. Vậy thì mình phải nghĩ cách gì đi chứ, đợi đến lúc cha không còn xu nào mới nghĩ ra cách hả? Được rồi, để tôi nghĩ. Phải rồi, có khi chỉ còn mỗi cách này thôi. Cách gì hả mình? Tôi sẽ sang nhà bác hai trưởng tộc, kể lể với bác ấy những khó khăn vất vả của vợ chồng mình, nhờ bác ấy khuyên cha mình hãy dành tiền ấy để mua nhà đất cát, nhà cửa để dành lại sau này, chứ đừng có dung dãi như thế nữa. Chí ít gì bác ấy cũng là trưởng tộc, tiếng nói cũng có trọng lượng, thế nào cha mình chẳng phải nể đôi phần. Phải đó, có thế may ra mới được mình ơi. Ăn cơm xong vợ chồng mình cùng đi ngay nha. Chú lại đang ngồi ngắm chim đó à? Chào bác cả, có chuyện gì mà bác phải đích thân đến tận nhà em thế này? Sao không bảo đứa nào nó nhắn để em sang? Rồi rồi, chú cứ mặc kệ tôi. Số là vợ chồng thằng Tư tối qua có sang tôi. Chúng nó nhờ tôi sang đó với chú về cái chuyện... À, chắc là cái chuyện em cho bà con vay thóc gạo hôm qua chứ gì. Mà chúng nó nói tôi nghĩ cũng phải. Chú chỉ có mỗi thằng Tư, sau này nó cũng là người nhang khói phụng thờ tổ tiên. Dù ít dù nhiều cũng nên để lại cho vợ chồng nó ít vốn liếng, chứ tôi thấy chúng nó cũng đầu tắt mặt tối lắm. Bác dạy thì em xin nghe. Chẳng phải để lại cho vợ chồng nó rất nhiều đấy sao? Sao? Sao tôi thấy chúng nó nói... Là bởi chúng chưa hiểu ý em nên mới nghĩ vậy. Em đã già, há lại không nghĩ đến con cháu hay sao? Hiện em cũng có ít ruộng của tiền nhân để lại cho chúng nó. Chúng mà chăm chỉ làm lụng thì lo gì cái ăn cái mặc. Còn nếu bây giờ em lại làm cho chúng giàu có, để chúng dư giả, thì chính em làm cho chúng sinh lười biếng mà thôi. Xưa nay, người giỏi mà sẵn có nhiều của, nhiều tiền, chí sẽ kém đi. Người ngu mà sẵn tiền sẵn của thì càng thêm tội lỗi. Chi bằng để lại cho chúng cái phúc, cái đức, cái tiếng. Ấy chẳng phải là đã để cho chúng rất nhiều rồi hay sao, hả bác? Chú nói chi lý lắm, quả là chỉ nhân hiểu đời thấu đạo. Chú dạy con quả đáng để cho mọi người học tập. Quả bí đỏ kỳ lạ. Ngày xưa có một đôi vợ chồng ông bà lão hiền lành, chăm chỉ. Họ đã về già mà mãi vẫn chưa có một mụn con nào. Cả hai lúc nào cũng hy vọng sẽ có một đứa con để chăm sóc bế bồng. Ước gì chúng ta có một mụn con ông nhỉ? Dù cho nó có giống một quả bí cũng được. Hay, có được đứa con thì dù có vất vả thế nào cũng vui. Không ngờ mong mỏi của ông bà lão đã thành sự thật. Một buổi sáng nọ, có quả bí đỏ lăn vào nhà ông bà. Ông ơi, ông ơi! Ông ra đây coi nè, chắc là trời Phật ban cho chúng ta đây rồi. Tôi thấy rồi,
Mặc dù hình thù của nó có vẻ kỳ dị, nhưng mà nó đã đến đây thì chúng ta hãy yêu thương nó như con đẻ của mình, bà nhé. À, vâng, chúng ta sẽ coi nó như con. Thế là từ đó, ông bà lão gọi đứa con đó là Bí Đỏ, suốt ngày bế ẩm, nâng niu. Bí Đỏ cứ thế lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ. Năm ấy, khi Bí Đỏ được 18 tuổi. Cha cha, ở đây chơi thích quá. Bí Đỏ có giọng hát vô cùng tuyệt diệu, trong veo như tiếng suối chảy, thánh thót như tiếng chim ca. Mỗi khi Bí Đỏ cất tiếng hát, thì lập tức vạn vật xung quanh cũng phải lặng nghe. Có tiếng hát của ai thánh thót đâu đây? Thật là kỳ lạ. Không lẽ quả Bí Đỏ lại có thể hát sao? Mình phải đứng đây chờ xem sao mới được. Trước khi trời tối, mình phải hái một giỏ nấm mang về rồi đặt trước cửa nhà cho bố mẹ mới được. Từ hôm đó về, hoàng tử ốm tương tư, mỗi ngày một thêm trầm trọng, làm cho cả kinh thành vô cùng lo lắng. Những vị ngự y giỏi nhất từ khắp nơi đã được cử về, nhưng không ai phát hiện ra bệnh tình của hoàng tử cả. Con của ta, hãy mau khỏi bệnh đi. Còn cứ thế này, ta làm sao mà sống nổi? Con chỉ có thể khỏi được bệnh khi thấy quả Bí Đỏ biết hát. Thế là nhà vua cho quân lính đi loan tin khắp nơi, đến tận những hang cùng ngõ vắng để tìm quả Bí Đỏ biết hát. Mẹ ơi, mẹ hãy đem con lên kinh thành để lĩnh thưởng đi mẹ. Con của ta, con đi đứng còn không được, nói chi là biết hát. Lệnh của nhà vua ban ra chứ có phải trò đùa đâu con. Mẹ cứ yên tâm mang con lên kinh thành đi. Con sẽ hát cho hoàng tử và cả kinh thành nghe. Sẽ chữa được căn bệnh cho hoàng tử mẹ ạ. Thế là với sự năn nỉ của Bí Đỏ, bà mẹ đã quyết định đưa Bí Đỏ lên kinh thành hát để chữa bệnh cho hoàng tử. Khi Bí Đỏ cất giọng hát, mọi người lặng đi bởi tiếng hát vô cùng trong trẻo, tuyệt diệu. Hoàng tử nghe được tiếng hát của Bí Đỏ, liền lập tức khỏi bệnh. Dạ thưa phụ vương và mẫu hậu, đây chính là Bí Đỏ con đã tìm kiếm nhớ mong suốt bao nhiêu ngày. Xin vua cha hãy ban cho con cưới Bí Đỏ về làm vợ. Hoàng tử cưới một quả Bí Đỏ ư? Không được, ta nhất quyết không thể đồng ý chuyện này. Con đường đường là một hoàng tử, kế thừa vương quốc, không thể lấy một người vợ kỳ dị như vậy. Ta giữ đúng lời hứa, ban thưởng cho hai mẹ con bà một túi vàng. Bà hãy mang quả Bí Đỏ này về đi và đừng bao giờ trở lại đây nữa. Kể từ lúc mẹ con Bí Đỏ đi khỏi, bệnh tình của hoàng tử ngày càng trầm trọng hơn. Chàng không nói lời gì, chỉ còn thoi thóp thở. Đến ngày thứ bảy, hoàng tử đã quá yếu. Thế là nhà vua lại sai quân lính đi khắp nơi tìm bằng được bà lão cùng quả Bí Đỏ để mời họ quay trở lại kinh thành. Khi tiếng hát của Bí Đỏ vang lên, lập tức chàng hoàng tử khỏe trở lại. Bí Đỏ ơi, hãy làm vợ ta nhé. Thế là hôn lễ lên đình được diễn ra tại kinh thành. Chàng hoàng tử và Bí Đỏ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời.
Chú chim của cầu vồng. Ngày xưa ngày xưa, tại một khu rừng xa xôi là vương quốc của rất nhiều loài chim chóc. Những chú chim ở đây chỉ có hai màu xám và đen. Chỉ có một chú chim duy nhất canh giữ cầu vồng là có bảy sắc màu tuyệt đẹp. Cầu vồng là vật linh thiêng giúp chiếu sáng cho khu rừng nên được các loài chim rất quý trọng. Đố cậu đuổi kịp tớ đây. Cứ chờ đấy, tớ sẽ bay đến cầu vồng trước cậu cho mà xem. Tụi nó lại bay lên cầu vồng đấy. Ôi, vừa cao vừa xa, mệt chết đi được. Ở dưới này mà ăn cho khỏe, lên đó có gì vui đâu. Ôi, hai em không sao chứ? Xin lỗi anh, bọn em bay vội quá nên không nhìn thấy anh. Không sao, các em lại lên ngắm cầu vồng đấy à? Dạ, hôm nay trời đẹp quá, cầu vồng tỏa ra những màu sắc thật là rực rỡ. Bọn em thích cầu vồng lắm. Giá mà chúng em cũng có được sắc màu đẹp như cầu vồng nhỉ? Chỉ cần các em luôn yêu và giữ gìn cầu vồng, rồi một ngày các em cũng sẽ giống như anh, có được thật nhiều sắc màu như cầu vồng. Thật hả anh? Thật chứ. Các em nhìn kìa, phía kia là nơi sinh sống của lũ côn trùng tham lam. Chúng đã ăn sạch những bông hoa ở đó. Anh sợ rằng có ngày chúng sẽ đến phá hoại nơi này. Bọn chúng sẽ phá hoại mảnh đất của chúng ta sao? Chúng chỉ biết ăn và không thích làm gì cả. Chúng sẽ ăn sạch những thực vật tươi tốt ở bất cứ nơi đâu chúng đi qua, thậm chí là cả cầu vồng tươi đẹp của chúng ta nữa. Thế thì nguy hiểm quá. Nếu như chúng đến, anh sẽ kêu gọi muôn loài chim cùng hợp sức ngăn cản. Chúng ta phải bảo vệ mảnh đất này. Các em có sẵn sàng tham gia không? Có ạ. Chúng em sẽ bảo vệ khu rừng này bằng tất cả sức lực của mình. Thế thì anh yên tâm rồi. Thức ăn của chúng ta ngày càng cạn kiệt. Chúng ta phải tìm đến nơi khác thôi. Ở khu rừng trên kia đồi rất xanh tốt, màu mỡ. Chỉ cần qua bên đó, chúng ta còn lo gì không có cái ăn nữa. Bên đó có rất nhiều chim chóc. Ta vốn không ưa gì chúng. Nếu đánh trực diện, chúng ta khó lòng chiến thắng. Nếu thế, chúng ta sẽ hoạt động khi tối trời. Lúc đó, chúng sẽ khó nhìn thấy chúng ta hơn. Phải rồi. Nguồn sáng của chúng có được nhờ rất nhiều vào cầu vồng. Thế thì trước tiên, chúng ta sẽ phá hoại cầu vồng trước. Thật là cao kiến. Đến lúc đó, chỗ nào cũng âm u. Chúng làm sao phát hiện ra ta nữa. Ý hay. Hoan hô, hoan hô. Nhìn kìa, là chim bảy màu. Anh bảy màu ơi, có chuyện gì xảy ra thế? Lũ bọ đang phá hoại cầu vồng. Mọi người xin hãy cùng tôi lên đó chiến đấu với chúng. Sao, lũ bọ đã đến đây rồi ư? Và chúng đang tấn công cầu vồng. Phải, chúng ta phải nhanh lên. Nếu để chúng ăn hết cầu vồng thì vùng đất này sẽ trở nên nhạt nhòa, không còn màu sắc nữa. Trời ơi, nhưng mà lũ bọ đó hung hãn lắm. Tôi nghe nói răng nanh của chúng rất kinh khủng. Nếu bị cắn phải, sẽ bị trúng độc mà chết đấy. Đúng vậy, hãy nhìn anh bảy màu kia kìa. Anh ấy tơi tả đến nông nổi này. Chẳng lẽ các anh định đứng yên để lũ bọ ăn mất cầu vồng, rồi vùng đất này sẽ ra sao? Dù nó có tối đi một tí cũng có sao đâu. Chúng ta cứ nên tích trữ lương thực để lánh nạn, còn hơn là đối đầu với giống loài đáng sợ đó. Đây là nhà của chúng ta. Nếu chúng ta không bảo vệ nó thì ai giúp chúng ta được nữa? Nếu để chúng ăn hết cầu vồng thì tiếp theo chúng sẽ phá hủy tất cả thực vật trên mảnh đất của chúng ta. Mọi người tưởng rằng lúc đó sẽ còn thức ăn để tích trữ hay sao? Những ai muốn bảo vệ mảnh đất này, hãy cùng tôi tiến về phía cầu vồng. Đợi chúng em với. Cả chúng tôi nữa. Ôi, chịu thôi. Tôi không muốn liều mạng với chúng đâu. Chúng ta cứ ở đây thôi. Lũ bọ kia mau cút đi. Ờ, đau quá. Đừng hòng làm hại bạn ta. Chạy thôi chúng bay ơi. Gì thế này? Sao cậu lại có màu? Ôi, tớ có màu xanh này, đẹp quá. Còn cánh cửa của tớ màu hồng, khá màu cam nữa. Vì các bạn đã ra sức bảo vệ cầu vồng, nên cầu vồng đã nhuộm màu của mình cho các bạn. Kể từ giờ, các bạn sẽ là những chú chim của cầu vồng. Kể từ đó, nhiều loài chim đã có thêm rất nhiều màu sắc rực rỡ. Còn những chú chim hèn nhát thì vẫn chỉ có màu xám và đen mà thôi.
hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.